sends you out. Chúng nó cũng được mấy hai ba chục ký rồi. Lại bỏ mua mà. Thôi đẹp bỏ ra cho chúng mua. Anh đã bỏ bao bì. Xé nó to. Nó bạt á. Phải cái củ đen to mà. Nó sẽ bật củ ra. Mấy củ to đùng. Phải to nhưng mà bị ấy thì kiểu to mà lắm loại mới lấy to gì nhưng mà nó cũng loại ra sao là loại mà sao sao là loại của nó khó bán lũng nó đi nếu mà để lâu cái củ kia tròn vo to đùng. To thì đấy, còn cu nhỏ thì băm ra cho bò. Băm cho bò ăn. Bà ngồi nghỉ nè. Bà chào mọi người nhá. Mình ra chỗ bà xem bà làm chơi vui cho xuống đây ra chơi với bà. Bà cầm một chuối ra. Bà ăn chuối hả? Ra một con cắt hết ra một lượt. Cắt ra đấy rất đẹp. Thế cần nãy nó không cần bằng cắt ra. Đây, để cho bà đó nhá. Đây bà. Bóc cho nào nhé. Bà bóc luôn cho Xuân. Xuân ở đây bóc thế nào. Đây con. Cái chuối cũng to chảy nhỉ. Đấy bồ. Cầm luôn đi. Ăn thử nó rồi. Ôi trời. Cho chuối vào, đưa đây. Xách lên rồi, đúng không? Chuối này ăn hai quả là no. Hai quả gì? Ăn nửa quả thôi bà. Ăn... Đang nói mình ạ. Chứ Xuân ăn hai quả. Bụng con nó chả chịu đôi hai quả. Xuân thì Xuân ăn hết được một quả, nhưng mà ăn... Chưa ăn nhiều vẫn no. Xuân quả không hết. Xuân để đưa bao nhiêu. Chuối này con lại không thích ăn lắm. Có thể ăn chuối kia. Chuối tiêu, chuối này là chuối cau nhỉ? À không phải chuối cau. Chuối này ăn mát, lành. Chuối tiêu mà độc á. Độc á? Ừ. Sao lại độc? Chú tiêu độc. Chả thích ăn chú tiêu không?
dân mình thì chú chú ngự là lạnh. À chuối ngự, chuối ngự. Thấy là chuối này chim nó mới ăn, còn chuối kia con lại thấy ít con. Chả bao giờ con thấy chim ăn chuối kia. Chú ngự ăn mát. Mà con toàn thấy chuối, chim nó mổ chuối này. Con ăn một quả là con không ăn nữa. Vừa no đây. Come on.